Môi trường học tập tốt với nhiều giáo viên và học sinh xuất sắc là có chính sách đãi ngộ hấp dẫn dành cho học sinh đạt thành tích cao, nên trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn thành phố Vũng Tàu luôn là mơ ước của nhiều học sinh giỏi của tỉnh. Ngoài cơ sở vật chất, ký túc xá và trang thiết bị dạy học được đầu tư bài bản, hiện đại nhất khu vực miền Nam, tạo điều kiện cho học sinh được phát triển toàn diện về kiến thức lẫn kỹ năng. Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn thành phố Vũng Tàu còn sở hữu đội ngũ cán bộ giáo viên ưu tú nhất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với hơn 53% cán bộ giáo viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Các em tiếp cận với những cái cơ hội lớn để du học và săn học bổng ở những trường đại học lớn trên thế giới. Và còn một cái giá trị nữa, đó là với cái chế độ của trường chuyên thì các em được học những cái chuyên gia, những cái giáo sư hàng đầu trên cả nước. Các em tiếp cận với những thầy cô mà có trình độ kiến thức đỉnh cao. Ngoài học tập nghiên cứu khoa học, các hoạt động ngoại khóa cũng được trường chú trọng. Thông qua 19 câu lạc bộ thường xuyên tổ chức các phong trào hoạt động tập thể, học sinh trường chuyên Lê Quý Đôn được thỏa sức thể hiện năng lực, tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng để giành học bổng du học. Mỗi năm có khoảng 15-20% học sinh của trường giành được các suất học bổng toàn phần tại các trường đại học uy tín trên thế giới. Có thể nói là ở đây là một ngôi trường rất là tốt đối với bản thân em. Nó như là một ngôi trường mơ ước. Em được hưởng rất nhiều đặc quyền về việc học cũng như về các hoạt động ngoại khóa. Học trường chuyên Lê Quý Đôn, mỗi học sinh được nhận học bổng 600.000 đồng mỗi tháng do ngân sách tỉnh chi trả, đồng thời còn có cơ hội nhận nhiều học bổng khác của hội khuyến học và các mạnh thường quân khi đạt kết quả học tập xuất sắc hoặc đạt giải cao trong các cuộc thi. Sau 3 năm học tập, gắn bó với lại trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, em cảm thấy là những cái công sức mình bỏ ra thời điểm đó vô cùng xứng đáng, và nếu được lựa chọn lại thì em vẫn nghĩ là em sẽ chọn trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Với nhiều chế độ ưu đãi cùng môi trường học tập lý tưởng, những năm gần đây, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn thu hút được nhiều học sinh giỏi trên khắp địa bàn tỉnh đăng ký dự thi. Dù đây là một kỳ thi rất áp lực, bình quân mỗi năm chỉ tiêu tuyển sinh của trường từ 350 đến 380 học sinh, nhưng hồ sơ đăng ký thi tuyển luôn trên 1.000. Em muốn quyết tâm thi vào Lê Quý Đôn bởi vì em muốn có thể có được một môi trường phát triển bản thân tốt hơn. Để đạt mục tiêu đậu vào trường Lê Quý Đôn thì từ đầu năm học tới hiện nay em vẫn luôn cố gắng trau dồi, và hơn hết là hiện nay em đã tăng tốc, em học không những học thêm ở ngoài mà em còn học thêm ở trên online, cũng như là luyện rất là nhiều đề để củng cố thêm cho kiến thức.